Tạo chúng ta được chứng kiến hình ảnh tại sự kiện One Championship 165, nơi diễn ra trận đấu siêu điểm giữa Superlight và Takeru tại nội dung kickboxing. Với một trận trên đài kickboxing, hai võ sĩ sẽ chiến đấu với nhau trong 5 hiệp đấu nguy hiểm 3 phút. Takeru là võ sĩ đến từ Nhật Bản ở góc đài màu xanh, còn Superlight là võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Đây được là một trận đấu siêu kinh điển, thì võ thuật của Đông Nam Á sẽ đối đầu với võ thuật của Đông Á. Trận đấu này được mang tới cho quý vị và các bạn nhờ sự hợp tác của tập đoàn truyền thông lớn nhất trong lịch sử châu Á, One Championship, kết hợp cùng với tên Sao Thao để mang lại cho quý vị và bạn những hình ảnh tại đấu trường One Lampini huyền thoại, nơi đang diễn ra trận đấu sự kiện tại One 165 Superlight đối đầu với Takeru. Quay trở lại với trận đấu thì vẫn như mọi khi, Superlight vừa được mệnh danh là máy đá vẫn đang có những cú khoang hống phá trụ vào phía cái tứ đầu lùi trước của Takeru. Superlight rất mạnh trong những cú phá trụ và đây cũng là đặc trưng của những võ sĩ thi đấu nội dung Muay Thai. Còn Takeru với tinh thần của kickboxing Nhật Bản luôn là những võ sĩ tung ra những combo dài và có lực đấm rất mạnh. Đang cùng chờ xem Superlight hay Takeru sẽ là người chiến thắng trong trận đấu căng thẳng này. Đúng với tính chất của một trận đấu tranh đài, sĩ vẫn chừng tung quá nhiều đòn đánh về phía của nhau. Chúng ta có thể thấy những cú phá trụ trên sau đến từ Superlight là rất nặng. Superlight là một trong những võ sĩ những đẳng cấp cao tại Thái Lan. Đây có thể thi đấu tốt nội dung kickboxing cũng như nội dung Muay Thai. Superlight cũng đã đánh bại những cái tên tiền tuổi như Năm Ngò, Rostar hay thậm chí là Hagedy. Vừa rồi là một cú đá bằng cầu rất đẹp mắt của Superlight. Sau tình huống đó thì anh đã bị ngã xuống sàn. Takeru vẫn rất chậm rãi ở những đấu thứ nhất này, không quá vội vàng rồi đến đối phương. Superlight kiểu là Takeru là võ sĩ có những cú đấm rất nặng. Superlight là che chắn tốt và như là vừa rồi là những tình huống đấm tay sau rất tốt của Superlight của bụng của Takeru. Superlight chúng ta có thể thấy là có thể nhỉnh hơn Takeru thì lợi thế về chiều cao, sải chân, sải tay sẽ giúp Superlight giữ được uy tốt cho Takeru. Và Takeru bắt buộc trong trận này phải lựa chọn người đi xa, không phải áp sát Superlight để tung ra những sở trường của mình, đó là những cú đấm liên hoàn. Vẫn tiếp tục là những cú phang ống với điểm đến là đứng trước của Takeru. Ngay lúc này hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Quý vị và các bạn đừng quên trận đấu này được mang tới cho quý vị và là sự hợp tác của tập đoàn thể thao truyền thông giải trí lớn nhất trong lịch sử châu Á, One Championship, kết hợp cùng với tên Sao Thao. Sao Thao là một trong ít đơn vị tại Việt Nam được sở hữu bản quyền One Championship. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống quan trọng. Cầm đồ đòn tay tiếp bước lúc nào cũng là những tình huống phá trụ bằng chân sau đến từ vị trí của Superlight. Không chỉ có những tình huống phá trụ mà Superlight cũng có những cú đấm rất chính xác bằng tay sau nữa. Superlight với biệt danh là máy đá đã cho thấy khả năng của mình tốt đến như thế nào tại trận đấu với Takeru. So if you are Takeru, what do you need to do to try to negate that kicking attack on the lead leg? Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, trận đấu giữa Superlight máy đá đến từ Thái Lan đối đầu với Takeru, kẻ hủy diệt đến từ Nhật Bản. Liên tục với những tình phản ứng tiếp theo của Superlight. Trận đấu đang diễn ra trong kịch bản. Superlight tung ra những đòn tay để làm mù tầm đánh của Takeru, thì điểm kết thúc của những cú đá sẽ là vào đùi của Takeru. Superlight đang sử dụng triệt để những tình huống phá trụ của mình. Thật sự Takeru đang không có được một cú tốt trước những Superlight. Bên có cự ly thì ngay lập tức Superlight sẽ giãn cự ly, sẽ có những tình huống đánh trả về phía Takeru. Võ sĩ người Nhật Bản vẫn chưa thể hiện được sự độc đáo trong nét thi đấu của kickboxing đến từ Nhật Bản. Những combo đòn giải vẫn chưa có cơ hội để dồn ép Superlight. Superlight di chuyển lui và tổng công vô cùng hợp lý. Superlight không thể phụ lợi khi chuyển lui.
Mày kết hợp tiến lui cách hợp lý. Emperor đi tốt hướng về phía của Takeru. Thì tình huống đánh gối đang được xuất hiện. Thì Suplex đang bị Takeru rút ngắn cự ly. Liên tục được combo bàn tay của Takeru. Đó vẫn chưa đủ với Suplex. Tiếp tục là những cú tay trước và lên gối ở cú rất sát của Suplex. Và tiếp tục là sức ép của Takeru. Những nắm đấm của Takeru đang về phía Suplex nhiều hơn. Trọng tài đã phải nhắc nhở với Suplex về vì lỗi kéo cục lên gối. Đây là một đòn đánh thường gặp trong các trận đấu Muay Thái như đây là một trận đấu kickboxing. Điều này là cấm kỵ. Ở trong một trận đấu kickboxing thì những điều hạn chế nó sẽ khác với Muay Thái. Khi các đạo sĩ không được bắt chân nhau, không được ôm cổ ôm gáy. Và cái le lưỡi của Suplex cũng rất đặc biệt lùi. Đi của Suplex đang là rất tốt và chúng ta có thể thấy là chân của Takeru đã sưng lên sau những tình huống phang ống, lông kích của Suplex. Đạt chính xác, cái tiếp chính xác của Suplex đã khiến cho Takeru phải vâng ngã. Ngay tức Takeru trở lại với trận đấu. Anh nhìn vào đùi của Takeru và đã sưng tấy lên. Một tình huống hối sống và kèm theo đó là một tình huống kết thúc là phong ống của Suplex rất đẹp mắt. Ở những trận đấu khác, Suplex không chọn phang vào bắp chuối của đối phương mà chọn phang vào tứ đầu đù của Takeru. Và Takeru cũng sẵn sàng để bị cơ tứ đầu đù của mình bị những cú phang ống của Suplex để có thể áp sát và chúng ta vừa kết thúc được tiếng thứ hai. Hiệp đấu của kịch bản không khác mấy so với hiệp đấu thứ nhất. Suplex cũng có cự ly tốt và những cú phang ống khá cụ đến vào vị trí tứ đầu lùi của Takeru vẫn là điểm đẹp trận đấu. Ngay nhìn những cú quay chậm này, không những là những vết sưng mà thậm chí chân của Takeru đã có những vết rách rồi. Phang ống là một phép đặc sắc trong võ thuật của Muay Thai. Cũng khiến cho đối phương mất trụ, mất sức di chuyển, đặc trưng của võ sĩ thi đấu bộ môn Muay Thái từ Thái Lan. Chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ ba, trận đấu tranh đài giữa Suplex và Takeru tại bộ môn kickboxing tại đấu trường One Championship sân đấu Long Quy Ly Huyền Thoại. Trong hai hiệp thi đấu đầu tiên, Suplex đang người chiếm được lợi thế từ những tình huống phang ống chân sau của mình. Và điều này vẫn đang được thực hiện và trọng tài đã nhắc với Takeru là không được bắt chân Suplex. Với các trận đấu Muay Thái thì những cú phang ống của Suplex có thể bị chặn lại bằng những cú bắt chân và quét trụ. Nhưng ở môn kickboxing này thì những cú phang ống của anh hoàn toàn không thể bị phong ấn. Sự phong ấn bây giờ dành cho Takeru thì áp sát Suplex bây giờ là cả một vấn đề với Takeru. Thi đấu của Suplex là nhanh hơn rất nhiều so với Takeru. Takeru khá thụ động trong những tình huống áp sát và tấn công của mình. Cú đá bằng chân sau từ dưới đá lên phản ứng của Takeru. Dồn ép trận đấu và đưa trận đấu lên một tốc độ cao, làm chủ hoàn toàn trận đấu. Suplex luôn là người đánh trước trong những tình huống đổi đòn. Lợi thế cho võ sĩ đến từ Thái Lan. Cú đổi đòn tay giữa Takeru và Suplex. Suplex rất chủ động trong những tình huống ra đòn của mình. Nếu Takeru không đánh thì đây hoàn toàn sẽ là một cơ hội áp đảo được cho Suplex. Thì Suplex là một võ sĩ rất chủ động trong những tình huống ra đòn của mình, đặc biệt là những tình huống phang trụ. Tất cả các combo đòn tay của Suplex đều phục vụ cho tình huống cuối cùng là tình huống phang trụ, phá ống lông. Cú đi rất tốt đến từ Suplex. Takeru không thể áp sát quá nhiều mà một khi Takeru áp sát thì ngay lập tức nó sẽ chịu những phang ống. Và bây giờ là thời gian cho Takeru. Chúng ta lần đầu tiên được thấy những combo bằng tay dài của Takeru trong trận đấu này, khiến đặc trưng của cụ sinh Nhật Bản.
Udet của Takeru, nhưng bây giờ là thời gian chống chịu của Susu Black. Black đang chủ động chống chịu hơn là chịu bỏ cuộc. Liên tục là sự dồn ép của Takeru. Susu Black của đang che chắn rất tốt cho mặt về phần bụng của mình. Lại một thêm một cú tiếp, một cú đạn thẳng nữa của Takeru đã khiến cho xin lỗi quý vị là Suplex đã khiến cho tôi Takeru phải ngã xuống sàn. Có lẽ Suplex đang nhường lại sân đấu cho Takeru sau một khoảng thời gian mà Suplex làm chủ trận đấu. Suplex cần quãng nghỉ và quãng nghỉ vừa rồi là đủ để đến bây giờ Suplex vẫn đang thực hiện những cú đánh về phía Takeru. Liên tục là những tình huống bàn tay. Ngoài lúc này thì thi đấu thứ 3 đã kết thúc. Chân bậc tím của Takeru đã nói lên tất cả thế trận trong trận đấu ngày hôm nay. Áp đảo hoàn toàn của Black. Đủ vào gà ra rạch. Thêm lại và máy đá đến từ Thái Lan dành cho Takeru. Và nhìn combo đòn tay của Takeru, nhìn tình huống đánh vào vùng bụng, nó thậm chí chỉ trúng vào cú chọc của Suplex. Suplex cũng đã đưa đầu ra cho Takeru đánh. Điều này là sức chịu đựng đối với Suplex, người thi đấu nội dung Muay Thái và thường thi đấu với cặp găng 4 đao. Ta sẽ đến hiện thế đấu thứ 4, trận đấu ở sự kiện Run 165 rồi diễn ra sự siêu đi biển giữa Suplex đối đầu với Takeru. Trải qua 3 hiệp đấu với sự áp đảo hoàn toàn đến từ những tình huống phá trụ ở chân sau của Suplex rồi lên người của Takeru. Liên tục là những cú đánh của Suplex. Trận đấu đang diễn ra cái phần khá một chiều. Takeru không cho thấy được sức mạnh của mình trong những tình huống đổi đòn. Võ sĩ người Nhật Bản đi vào nhưng anh không đánh trước. Điều này tạo cơ hội cho Suplex có khoảng nghỉ cũng như giữ được cự ly. Và liên tục là những tình huống quân bố tay chân và tiếp tục bằng những tình huống phá trụ của Suplex. Sự dồn ép rất lớn. Lại một tình huống gối tốt nữa của Suplex. Những cú thiếp, những cú đạp thẳng ra đang giữ cú tốt cho Suplex trước Takeru. Bây giờ là combo đòn tay của Takeru. Ngay khi Takeru có đà thì hiện những combo đòn tay của Suplex sẽ xô Takeru ra và mất nhịp tấn công của võ sĩ người Nhật Bản. Suplex rất chủ động trong những tình huống đổi đòn. Anh luôn là người đánh trước và kết thúc chuỗi combo của mình cách hoàn hảo. Takeru thì đang phải chống chịu nhiều hơn. Những hình thái thi đấu của Suplex là rất hài hòa ở cự ly xa, cự ly trung bình cũng như cự ly gần. Chủ được của Takeru. Chúng ta có thể thấy là đến cả bộ trang phục của Takeru cũng không thể chịu nổi những cú đá của Suplex nữa rồi. Trang phục của Takeru cũng đang tả tơi ra trong những tình huống phang ống của Suplex. Một phút cuối cùng, chân trước của Takeru có thể nói đã bị phá hủy hoàn toàn trước những cú phản ứng của Suplex. Chúng ta đang không thấy được những cú đá tầm cao đến từ chân sau của Takeru nữa. Khí trụ chân trước của anh đã không còn vững. Cú rơ me của Takeru, Takeru muốn tạo ra sự bất ngờ. Suplex vẫn còn đủ tỉnh táo và còn nhanh nhẹn từ đôi chân để có thể né được. Sức ép kinh khủng của Suplex. Bộ trang phục của Takeru cũng đã phải khuất phục trước những cú đá của Suplex. Sự cổ động hiếm hoi của Takeru trong trận đấu này. 15 giây cuối cùng, Takeru vẫn rất kiên trì áp sát. Tinh thần samurai, một tinh thần thượng võ, một tinh thần không bỏ cuộc của võ sĩ Nhật Bản. Giây cuối cùng,
Và lượt thi đấu thứ tư đã khép lại và chúng ta có thể thấy máu đã xuất hiện trên mũi của Takeru. Thì lại bộ trang phục của Takeru đã bị rách sau những loạt đòn đá của Suplex. Và rất căng thẳng của Suplex vào chân của Takeru. Sự chủ động trong tình huống chịu đòn giữ vững lì của Suplex. Lúc này thi đấu vô cùng cực kỳ thông minh. Nụ cười xuất hiện trên mặt của Takeru. Có lẽ Takeru đang tận hưởng trận đấu này. Đang thi đấu với một đối thủ quá hay, quá thông minh. The fifth and final round upcoming. Super Leg defending his world championship here at the Ariake Arena in Tokyo, Japan. It is 1-165. The fifth and final round. Chúng ta sẽ đến với hiệp đấu cuối cùng của trận đấu 5 hiệp. Trận sư riêng biệt giữa Super Leg và Takeru. Đấu của võ thuật Đông Nam Á chiến đấu với võ thuật của Đông Á. Trên sàn đấu của Kickboxing One Championship, tôi gửi đến quý vị các bạn trên kênh sóng của Sào Đảo áp đảo sau 4 hiệp đấu, liệu có khiến cho Suplex ngưng lại không để nhường sân diễn cho Takeru. Suplex đang là người chủ động hơn, thậm chí bây giờ Suplex đang áp sát và dồn đòn lên Takeru một cách nhiều hơn. Có vẻ như Suplex đang mong muốn một trận đấu IKO, nước ao kỹ thuật, trận đấu nước ao trực tiếp. Điều này rất khó với tinh thần Nhật Bản, tinh thần samurai của Takeru, để giúp anh chống chọi lại với những tiếng đánh của Suplex. Những tiếng đồ đó vô cùng đẹp mắt. Suplex đang sử dụng những đòn gối nhiều hơn khi cự ly của anh và Takeru là ngày một gần hơn. Đồng nghĩa việc đó là những cú đấm của Takeru sẽ đến mặt của Suplex nhiều hơn. Vẫn là những tình huống nhắc nhở của trọng tài đối với Takeru về lỗi bắt trận. Tình huống đấm rất chính xác của Takeru nhưng đây sẽ không thấm thía gì so với một võ sĩ thi đấu bộ môn Muay Thái tại One Championship. Thì như có sự ở bộ môn Muay Thái như Rostang, như Superlight thì ông thường thi đấu với giặc găng bố đao rét dành trong môn MMA. Liên tục là những cú đấm của Takeru. Phút 20 giây cuối cùng, sự nỗ lực của Samurai đến từ Nhật Bản. Cú gối đang được Superlight sử dụng, cú gối đang cắm thẳng, cắm sâu vào bụng của Takeru. Võ sĩ người Nhật Bản vẫn đang thi đấu ngồi. Tinh thần rất máu lửa, anh không cho Suplex dừng lại, anh không có một động tác nào phái lùi cả, anh chỉ có tiến lên thôi. Quyết tâm tuyệt đối của Suplex và cả Takeru nữa. Cống hiến cho khán giả những giai đoạn vô cùng đẹp mắt. Những võ sĩ đến từ Nhật Bản luôn là bài toán khó cho những võ sĩ đến từ Thái Lan về sự kỷ luật, sự kiên trì, tinh thần không biết bỏ cuộc. Ở trong trận đấu này cũng vậy, Black tuy là người nắm được lợi thế trong cả 5 hiệp đầu, tinh thần của Takeru đã có lúc khiến cho Black phải nản chí. Chân của Takeru đã bị Black phá trụ đến nỗi mà thâm tím rồi. Takeru vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn rất nhanh nhẹn tiến vào và tấn công Suplex. Những giây cuối cùng, cú đá đầu của Suplex vậy đã phải ngã xuống sàn. Tiếp tục là những tình huống dồn ép của Takeru không bỏ cuộc và ngay lúc này thì trận đấu đã dừng lại. Takeru đã làm quá tốt rồi khi anh thi đấu với một đối thủ quá mạnh đến từ Thái Lan, người mà đã thắng cả Rostang, Amoy, thậm chí là Hagari, tướng quân đến từ nước Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu đỉnh cao giữa Suplex và Takeru trên kênh sóng của Sào Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu đỉnh cao tiếp theo. In the fifth and final round, what a big hook.
landed by Takeru, who follows it right up with the big right hand. Takeru continued to pour on the pressure the entire fight. I can't believe he got past those first two rounds of those leg kicks, but that's such a warrior show, that true Budokan Bushido spirit, and putting on a show that is worthy of the main event. Decision up to Dom Lau. This match was presented to you by Rakuten Tickets. And to present the belt for this match, we have the chairman and CEO of One Championship, Mr. Chatri Sidyotong. Ladies and gentlemen, after five rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision, and still undisputed one flyweight kickboxing champion of the world, Superlad.